Rồi chào các bạn, nay mình đi vườn của anh Hùng đúng không? Anh Hùng ở đây là Mỹ Lương, không nghe. Mỹ Lương cái bè Tiền Giang. Thì trước đây là ảnh xài cái bộ sản phẩm của Thi Thượng Thiên. Thì xài được năm không anh? 2 năm luôn. Quay cây, quay cây đi, đừng quay anh. Ha, nghĩa là vườn này trước đó là đi Thi Thượng Thiên 1-2 năm rồi cây nó như thế vậy. Rồi quay cái nhánh bên kia mình sâu đục kìa. Thấy không? Quay giờ thấy cái nhánh đó không? Nghĩa là vườn này nói chung là không theo cái dự ý của ảnh, nhưng mà kết quả không đạt như mong muốn. Thì sau đó ảnh lên mạng, ảnh thấy cái video clip mình xử lý, thì ảnh mới kêu mình xử lý cho. Thì mình đã đưa cái vườn này xử lý cái bộ rễ rồi. Sau đó bữa nay mình xuống mình coi tình hình thế nào, rồi một số vấn đề kỹ thuật gì đó mình chỉ cho anh Hùng coi để cần xử lý. Chẳng hạn như đối với mô đất này nè anh Hùng, là theo em không? Là anh nên xẻ đất ở ngoài thêm một sâu xuống, anh sẽ sâu ra luôn. Ha, đừng đứng ra một chút mình quay xuống đất á. Bẻ tay lại xuống dưới đi. Ok, đối với chẳng hạn như đối với cây này của ảnh đi, thì mình sẽ kêu ảnh là xẻ một cái đường ở dưới xe gảnh này nè, cho nó sâu xuống một chút nữa. Nó sẽ luôn qua mương luôn, để cho khi mà nếu có mưa là nó sẽ tuôn ra hết ngoài mương, nó không có động lại. Với một cái nữa là những cái đất cục này không rồi là ảnh nhận về nó đã luôn. Như ví dụ như cục đất này của ảnh là hiện trạng á, là ảnh không có bung ra hết, cho nên rễ nó đâu có qua ăn được cục đất này đâu. Mình lật lên cho các bạn coi nè, rễ sầu riêng nó không có ăn qua được, mà nếu ăn được ăn không bao nhiêu hết đó. Cho nên tốt nhất đối với cái xử lý này ha, là mua cây hai sơm về á, rồi anh bung ra hết cho em này, rễ ở dưới này các bạn, này rễ dưới nè, nó nùng nó khô nè, nó không có phát triển tốt, vẫn có rễ vàng nhưng mà chủ yếu nó bị khô bị mục ha. Thì mình đã cho xử lý rồi, nhưng mà trước mắt là tiếp theo nữa là vào làm ba cục đất này, bong bung cái này ra luôn, sau đó dục đất dục lên trên này, lên từ mặt này nè dài xuống, để cho nó thêm một lớp rễ cho rễ để nó ăn đều ra. Còn đối với cây này là với cái nữa, quay vô lá đi nè, quay lá chỉ cho, lá mấy lá lồng ở trong nè ha, đấm rồng ha, đấm rồng đấm hồng này, này là gọi là đốm rồng ha, đây nữa nè, đây đốm rồng thấy không đó, đốm rồng ha. Còn phải xử lý này triệt để luôn, xử lý bằng gì, xử lý bằng gốc đồng giá tiền nhất mà hiệu quả. Còn về đọt này thì nó đang ra rất là nhiều. Một bộ ngày xưa xử lý là bao nhiêu tiền ha? Ảnh gì này một lần xử lý là nghĩa là định kỳ theo cái bộ của Thi á. Một bộ xử lý đối với vườn này bao nhiêu gốc anh? Bao nhiêu gốc? 120 gốc. 120 gốc, anh Hùng nói là 120 gốc, một tháng là một lần. Bốn tháng làm lần, một lần là 5 triệu. 4 tháng làm lần, nghĩa là 4 tháng mới làm một lần, kỳ một lần chứ không có làm liên tục. Vậy tính ra một tháng đâu có nhiêu tiền không? Tính ra một tháng đâu nhiêu tiền? Mình mỗi tháng mình giải hữu cơ thôi. Nhưng anh tính tiền hữu cơ chưa? Chưa. Tiền hữu cơ là tính riêng. Hữu cơ một gốc thì khoảng chừng 3-4 ký. Đúng rồi. Một gốc này chẳng hạn cây này 3 năm 4 năm thì cây này từ 3 ký tới 4 ký tùy theo cây. Còn vụ bét nước này theo em nếu được thì anh kéo bét ra luôn đi. Chứ hiện trạng là cái bét này nè, tưới vô đây nè, động nước vô trong này. Với cái nữa bên kia cũng bị trang vậy, là cái chỗ này nè. Hiện trạng là rễ nó ra ngoài trơn rồi. Anh thấy ở ngoài không? Thấy ở ngoài rất là khô, quay xuống giùm anh nè. Ở ngoài nè các bạn nhìn ha, ở ngoài nè, trắng đất. Có nghĩa là ở ngoài này đang thiếu nước. Có xử lý lần đầu mà đọt nó ra đều ha. Đọt này là chưa bán đọt được đâu. Cái này chưa bị gặp cái gì vậy, cho nên mất tay nè. Có phải cây ổi. Đúng không? Hay là cây gì đây? Giỏi. Mình nói gặp cái gì? Nhìn đây, nhìn vô đi, quay vô đây ha. Sầu riêng xương cá là vậy nè. Là 1 2 3 4 nghĩa là giống như cái thang bước lên vậy đó. Bắt đầu lên trên này nè, nó mới có điều tái ra. Thì chứng tỏ ngày xưa là cây ổi nó nằm đâu đó đó. Thì nó che cây sầu riêng này, nắng buổi sáng chiếu qua mất tay. Bên này cũng có cây ổi mất tay, nên dẫn đến nó chỉ có xè hai bên. Sau khi cây ổi này nó lùng ở dưới kia này cao lên trên khoảng 1.8 này cái nó trống mới xè tay lại. Còn giờ hiện trạng đọt nó ra đều hết, nhưng mà mình sẽ cho xử lý ba cái nấm hồng nè. Ba nấm hồng cháy lá sâu gầy định kỳ. Đối với vườn này ít nhất 2 cử nấm hồng nó mới triệt để. Thì cũng đội ơn anh Si. Anh Si đi trước thì mình mới được đi sau. Thì đi trước với khách hàng đi thời gian Si với khách hàng Si luôn. Đúng tiền. Nhưng mà giờ Si mình không nói là Si dở đâu các bạn. Si nâng pH tốt á. Rồi sau đó nhờ Si đó thì mình khỏi tốn tiền cho khách hàng nâng pH. Mình chỉ cần đưa cái bộ xử lý rễ của mình vô, cái mình đưa chất rễ đồ vô. Phục hồi cây là cây được phát triển ngon lành. Đối với những vườn như thế này, về cơ bản kích kháng cái lúa cây này rất là khỏe, một phục hồi nó hiệu quả lắm. Chẳng hạn như một cây cơ bản này đi, nó cây này mang trái được thái, nó cây này ra bông được, nó mang trái được. Ví dụ nó ra tầm khoảng 20-30 bông gì đó, cây này mang 10 trái, 10 trái 15 trái.
nên là ăn cái chiến đầu đó thôi, chấp nhận ăn cái xấu, nhưng mà có trái còn đó hơn không. Bây giờ tiền đầu tư vô hoài sao nổi. Đọt nhóm nhóm thế này là rẽ phân vô nè, các bạn thấy đọt không, đọt ra thế này là nhóm nhóm thế này nè là dậm phân vô một cây nửa ký thôi nha. Đúng rồi, chỗ bung này ra hết, nhưng mà phải có biết nước của điều ra bung ra hết. Đẹp rồi, vườn này gắn theo bài bản đi, rồi có gì nếu kẹt quá thì anh không lên được em kêu lính đem xuống cho chẳng hạn. Ừ Thái ơi, đem xuống xuống cho anh 500-600 lít nước, 500-600. Còn với vườn anh mà khuôn lần 500 lít nước thì ui thôi, vườn anh 1.000 nếu như đủ lá, nếu như đủ lá thì nó mới 1.000. Còn hiện trạng cái cây mà ngồi dưới chưa nát, dưới chưa nát mà ngồi dưới gốc cây mát như thế này thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện làm bông. Chừng nào 120 cây mà nói ra là 120 cây, ừ Thái ơi tao 120 cây, cây 3 năm rưỡi 4 năm làm bông, nó phun nhiều hút, nó phun 400, nó phun hết không đó thì phun nhiều nhiều chút 500 thì đố thằng nào làm bông được. 500 thì chào thằng ái gì cũng thấy. Cái này anh sẽ đường nước vô trong này giùm em đi, sẽ ra ngoài mương rồi đó, sẽ với gãy ổi nó bò qua, sẽ bên đó, đó dòng chữ O qua này luôn cho nó gọt nước đi hết, cho gọt nước đi hết lại tưới nước đều đều hơn nè. Cái này còn cứng dữ lắm, dễ dễ ăn đâu được anh. Sơm hết ra cho em, sơm này hết ra, đất này quá cứng rồi, cứng vậy dễ sầu riêng không qua được, không qua được thì nó cứ bó vòng vòng thì cây anh nó cứ sượng sượng hoài vậy nè. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ cái kỹ thuật canh tác, chứ không phải là về phân về thuốc đâu. Chứ không gọi là em đưa cho anh cái bộ đó là bộ cao lắm rồi đó, nhưng mà giờ còn quan trọng là về kỹ thuật canh tác, về xới gốc, rồi đi phân đi với lại phun thuốc nắm bệnh, nắm bệnh. Rồi hẹn các bạn ở video clip lần sau. Cái vườn của anh đứng ở đây quay ra nè, quay ra cái này nè, cái vườn của anh Hùng khoảng chắc vườn này cũng như tông tâm, vườn này phải ra 2 cơi nữa, mà 2 cơi nữa thì tầm khoảng 2 tháng. Bây giờ là tháng 8 rồi, tháng 10 kịp, tháng 11 tháng 12 gì đó cho ăn thuận luôn. Rồi mọi chi tiết xin liên hệ kỹ sư Thái, số điện thoại 0986550899, hoặc là cửa hàng vật tư nông nghiệp Thường Thí qua cầu Rạch Ruộng ha, ngay cầu Ruộng, qua cầu Ruộng hướng về cầu Lạch 200m. Liên hệ với mình sẽ tư vấn cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn ở video clip lần sau, khi mà vườn của anh Hùng tốt đẹp ngon lành trở lại. Rồi tắt đi.